Ừ. Như là thích thành phố trên miền Đông này ha, mà phải có nhà hả cô, ha, ở trọ cũng được, có nhà chứ, đặng có chồng đi theo chồng. Ừ, chứ không cần giàu có nhưng phải có cái nhà, kinh tế được tí. Bây giờ ví dụ như mà chương trình này mình lên á, thì có một anh chú nào đó mà đang ở trọ mà thương mình thật lòng, mình có chịu không? Ở trọ cũng kỳ quá, không chịu hả? Dạ. Sao cái ở trọ hoài vậy? Mình phải có nhà đi, phải có nhà đi. Chú nào cũng có nhà luôn. Dạ. Nhưng mà đang làm phụ hồ bảo vệ xe ôm, cô đồng ý không? Không. Sao thế? Sao vậy? Bắp bên quá. Quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có cô U60 vượt quãng đường mấy trăm cây số để tìm một nửa thương của mình. Điều kiện của chị đưa ra cũng hơi khó. Điều ngày hôm nay chị có tìm được cô nào chứ, anh nào, chú nào không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, con chào cô. Dạ, chào chú. Rồi, trước hết thì cô cho biết cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Cô tên Nguyễn Thị Tuyết, 63 tuổi. 63 tuổi. Thanh Bình, Đồng Tháp. Ồ, Đồng Tháp lên đây cũng 200 mấy vậy. Dạ. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao cô ha? Có chồng mà ba đứa con mà chết lâu rồi. Ừ, mắt ha. Dạ, mà... Chồng mắt ha, dạ, cô? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi, mới kết bạn với cái ông kia có 2-3 năm rồi. Ông mất tiếp. Chia tay. Rồi, chia tay. Chia tay mấy năm hả cô? Dạ. Rồi mình có tìm hiểu thêm chú nào nữa không? Thì lên đây nhờ mấy chú coi. Ý là từ lúc mình chia tay với chú đó là không có tìm hiểu chú nào ha. Không. Cô có mấy người con? Cô được 3 người con, 2 thằng trai. Lập gia đình hết chưa? Còn thằng chưa có vợ. Rồi hiện tại giờ cô ở một mình hay ở chung với con? Ở chung với con. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cô có làm công việc gì không? Thì mua bán rau cải bầu bí. Rau cải bầu bí ha. Dạ. Rồi bây giờ lương thu nhập mình đỡ không cô? Thì cũng ở quê sống 100-200 ngàn sống cũng được. Rồi bây giờ mình tìm một nửa thương mong muốn của cô như thế nào nè? Muốn lên đây như mảnh ghép yêu thương hay gì đó, kiếm người ở có gia đình ở thành phố này cũng được, chứ không có cần giàu có gì. Về thành phố. Yeah. Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn. Yeah. Mấy tỉnh khác được không? Miền Tây được không cô? Miền Tây gần quá. Thì cô thích nghề nào nè? Thì mình kể thích có kinh có doanh nhà. Hả? Thì có nhà nó biết có nhà rồi. Đi mình ở gần chợ hay gì mình buôn bán. Đó thì cô mong ước cô nói gì luôn chứ giờ có nhà mà bây giờ xe ôm phù hộ với cô không chịu. Rồi bây giờ là trước hết là có nhà. Nhưng mà phải là giờ kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh đúng không cô? Chứ còn mà cô đó chú đó có nhà nhưng bảo vệ thì khó. Xe ôm phù hộ cũng khó đúng không? Đó cô phải nói rõ vậy. Rồi khu vực là Đồng Nai và trong thành phố Biên Hòa. Thành phố Bình Dương, Sài Gòn là được. Thì cũng hơi khó. Trung tâm thì được ha. Chứ mà thì đâu ở xã này kia được không cô? Ở xã ở trong sâu một tí. Sâu xa làm ăn được. À, đúng rồi, ở xã cũng khó làm ăn. Căng. Rồi, bây giờ thì mấy chú về nhà cô ở được không? Không. Có chồng đi theo chồng. Sao cô, ở nhà cô có nhà mà có nhà để cho con hả? Dạ ở nhà tại đó mà mình đi mình có chồng thì nhà, mình để cho con mình. Nhà cô bự không? Ở tiếng dân cư cũng bề ngang cũng có 5 mét. Trời ơi, ở khu dân cư luôn. Đã vậy để nhà đó mình để cho con luôn. Dạ. Mình để kiếm chồng đi theo chồng luôn. Cần ha. Rồi sáng rồi cô đi từ mấy giờ mới lên tới trên đây? Rồi 3 giờ đi tới giờ. 3 giờ. Mất ăn mất ngủ. Rồi cô xem chương trình tụi con lâu chưa? Mấy tháng rồi, hồi đó giờ... Nhưng mà cô có để ý chú nào trên chương trình của tụi con không? Hồi chắc có hả? Mấy chú tiễn giùm đi chứ giờ. Trời ơi, con không biết cô mong muốn như thế nào mà tiễn. Chắc cũng có để ý mấy chú trên đây hả cô? Dạ.
Nó chiếu nào cô? Mà không dám nói thôi kiều. Sao cái vậy? À Việt Kiều đúng không cô? Chú gì Việt Kiều gì phải không? Không biết. Con nó nhỏ rồi cô thích ai nó đại đi. Lỡ rồi mày kẹt luôn đấy cô. Chú nào này? Phải cơ. Chú nào? Chú Ngọc hay Việt Cự đó? Chú Ngọc hả? Hả? Chú Ngọc. Lại chú thầy Việt Kiều. Chú thầy Việt Kiều Mỹ. Không có coi chú Ngọc. Cô thích chú nào? Chú Hải. Chú Hải. Hay là chú Thủy Việt Kiều Mỹ? Chú Thủy đúng không? Chú Thủy có người ta hay gì rồi? Chú Thủy có ai đó. Chú xem gì hết rồi. Cô thích ai là cô nói nè. Nói tự nhiên hay gì? Ừ, thích ai đừng nói thôi. Tính cách cô làm sao? Cô có khó tính không? Kỹ tính không? Không. Cũng dễ dãi. Dễ dãi hả? Với người nào mà cô cũng hiền dễ thương à. Ở sớm mới ở sớm không có ai mà chú nào tới cua cô hả? Tại mình không chịu. Từ hồi mình coi tới giờ thì mình muốn lên trên đây xa xa vậy mà. À mấy chú ở gần gần lại cua cô không chịu. Mấy chú ở đâu ở nhà đúng không cô? Đưa về nhà mình ngồi luôn. Không. Nhưng mà đưa về nhà ở nhưng mấy chú chịu làm, chạy xe ôm phụ hộ người ta lo được cho cô, lương tháng cũng được mười mấy triệu cũng lo được cho cô mà. Cô không thích hả? Chứ giờ mà cô đi qua nhà người ta cô có đi làm nữa cực. Cô thí dụ cô qua nhà người ta cô buôn bán được. Buôn bán. Cô thích kinh doanh. Kinh doanh ha. Dạ. Yeah. Ai có nhà cửa ở thành phố mà có mặt bằng, có vốn nữa, mà phải có vốn nữa đúng không cô? Kinh doanh mà không có vốn cũng thua. Cô có vốn chưa? Cô có vốn đủ chưa? Đủ ăn đủ xài vậy thôi. Ý bây giờ nhà đó chú đó có mặt bằng nhưng mà không có vốn. Không được hả cô? Nên cô cười mà không nói gì. Hôm nay cô lên chương trình thì người thân bạn bè biết không? Con biết không? Con biết chứ đâu, không có nói dài gì sớm hết. Nhưng mà con cũng biết. Dạ. Con cũng đồng tình. Dạ. Cho mẹ đi lấy chồng. Dạ. Rồi. Con cũng động viên cô luôn hả? Ừ. Còn sớm hả? Không là biết. Đi. Mình nhâm thầm mình đi. Tuyên trình thì con cũng lâu rồi ha. À. Ở dưới thì cô buôn bán và thu nhập thì cũng tốt hả? Dạ. Lương tháng được nhiêu nè? Còn ở dưới quê cũng 2-3 triệu, 3 triệu mấy gì vậy, đủ sắp luôn. Nhưng mà bây giờ ở dưới quê đi, có chú đó, có nhà cửa, kinh tế cũng ổn định, thì có vườn cây này kia đâu, đủ ăn, không khá, nhưng mà cô về cô chỉ cơm nước nội chợ thôi, cô đồng ý không? Thôi đi ở xa xa đi. Sao vậy? Thành phố đồ gì. Cô lại thích ở thành phố hả? Chứ vùng quê thì bây giờ có nhà cửa rồi cô chỉ về cơm nước nội chợ thôi. Mà cô không thích. Chi vậy cực vậy? Cô thích kinh doanh hả? Tôi thích ở gần chợ hay là gì chú mua bán được. Ý là bây giờ cô cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì về chú nào ở quê có nhà cửa, thì có vườn, thì cô chỉ cần cơm nước nội chợ thôi. Hai chồng hủ hỷ tuổi già được rồi. Sống hết quãng đời còn lại. Không chịu hả cô? Không. Ở có nhà trên thành phố. Kệ cho đi xa xa cho vui. Nhưng mà điều kiện của cô đưa ra hơi khó thì tìm cũng hơi lâu á. Điều kiện của cô đưa ra hơi khó thì tìm hơi lâu. Cô cũng phải chờ. Bây giờ mình lấy mấy chú nào chỉ cần bình thường thôi, xem phù hợp gì, nhưng mà mấy chú có lo cho cô được thì nó lẹ nhanh. Không chịu. Không chịu. Mà sao xem phù hợp cô không chịu? Lương tháng người ta cũng làm được mười mấy triệu mà cũng lo cho cô được. Cô thích kinh doanh hả? Dạ. Dạ. Để kết thúc chương trình này cô có lời nào nhắn gửi tới mấy chú, mấy anh nào đang xem chương trình muốn kết nối với cô? Rồi nói làm sao tôi có biết đâu. Thì cô nói sao cô nói, những tấm lòng mình này, mấy chú mấy anh nào đang xem chương trình muốn kết nối với cô nè. Cô hứa rồi về tiếng sau yêu thương sao? Cô có đâu lời nói với mấy anh mấy chú cảm ơn xin mảnh ghép yêu thương.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi, hôm nay cô giờ vượt quãng đường rất xa để lên tìm, chia sẻ để tìm một nửa thương của mình. Cô chia sẻ hết tâm tư nguyện vọng của mình, cô thấy vui chưa? Vui ha. Điều kiện của cô đưa ra cũng hơi khó thì cũng phải tìm hơi lâu cô ha. Dạ. Để chờ tùy duyên nữa. Chứ giờ mình tìm một nửa thương mà có nhà cửa ổn định rồi ở khu vực thành phố, này có kinh doanh buôn bán thì hơi khó. Thì mong đoàn duyên sẽ đến với cô sớm ha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi hôm nay cô lên chương trình thì cô vui rồi ha. Dạ. Rồi cô có cam kết những thông tin cô chia sẻ là đúng, cô chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình ha. Dạ. Cô đồng ý ha? Cô đồng ý. Rồi cô có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh này video của cô chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý ha? Dạ đồng ý. Dạ. Tụi con cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho cô có cách nhìn đa chiều hơn. Đăng ký kênh, bấm vào chuông được đón xem những video nhanh nhất mới nhất. Rồi dạ, dạ. Xin hãy chào tạm biệt cô. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy 2 chai nữa? Đấy là người ta ăn của người ta, không phải của anh. À bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa hả? Ừ, anh lấy 2 chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa? Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy nó cái gối của nó sưng. Dạ. Yeah. Sưng hụ cái gối lên, xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc rồi, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha? Ừ, 2 chai người ta còn lấy cho người ta 1 chai, còn anh uống 1 chai xong hết anh lấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh uống được tốt hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. Rồi ai mà gửi thì người ấy. Đợt trước mà gửi thế nào vậy? Lâu thế chứ nhỉ, bảo không biết là không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy nó tùy theo anh, có khi thì nó giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo cái đợt nhiều hàng hay ít hàng. Mấy hôm anh bận quá anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ, yeah, ok, em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi. Dạ, em chào anh. Dạ.